trận đấu giữa đội tuyển Séc và Georgia nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, kết quả trận đấu này sẽ định đoạt đến tấm vé trực tiếp lên thẳng League A. Cộng hòa Séc đã chơi bế tắc, dẫn đến trận hòa không bàn thắng với Albania ở trận đấu gần nhất. So với chiến thắng 2 không trước chính đối thủ này ở trận lượt đi, thầy trò Ivan Hasek đã chơi thất vọng hơn rất nhiều. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng dứt điểm hơn đối thủ. Kết quả này vẫn giúp Cộng hòa Séc dẫn đầu bảng B1 Nations League 2024-2025, nhưng khoảng cách với hai đội xếp sau chỉ là một điểm. Đội tuyển Cộng hòa Séc khởi đầu Nations League mùa này bằng thất bại 1-4 trên sân của Georgia, nhưng kể từ đó họ bất bại, trong đó có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Với 8 điểm sau 4 trận, Cộng hòa Séc đang hơn Georgia và Albania 1 điểm. Ở lượt trận cuối Thomas Sušek và các đồng đội sẽ tiếp Georgia trên sân nhà. Nhận định Cộng hòa Séc và Georgia nghiêng một chút về phía đội chủ nhà, nếu giành chiến thắng họ sẽ chắc chắn có ngôi đầu và giành vé trực tiếp lên chơi ở League A ở mùa giải tới. Tất nhiên, một chiến thắng trước Georgia sẽ giúp Cộng hòa Séc có được ngôi đầu thậm chí một trận hòa cũng là đủ để họ giữ vững vị trí số một đếu ở trận đấu cùng giờ Albania không thể thắng đội cuối bảng Ukraine. Tuy nhiên, một thất bại có thể đẩy họ xuống vị trí thứ ba, qua đó phải chơi trận playoff qua đó tiếp tục thi đấu ở League B vào mùa giải tới. Trong số các bảng đấu ở Nations League mùa này, bảng B1 là bảng đấu có cục diện hấp dẫn nhất trước lượt trận cuối cùng. Bên kia chiến tuyến, với 7 điểm sau 5 trận, Georgia chắc chắn sẽ đảm bảo vị trí đầu bảng nếu đánh bại Cộng hòa Séc, nhưng thất bại có thể khiến họ bị Ukraine hoặc Albania vượt qua sau khi vượt qua vòng bảng một cách đầy bất ngờ tại vòng chung kết Euro 2024, thầy trò Willy Sagnol tiếp tục chơi ấn tượng tại Nations League trong tháng 9. Tuy nhiên, hai trận thua vào tháng trước đã cản trở sự tiến bộ của họ. Sau đó, trận hòa một đều với Ukraine tiếp tục khiến cơ hội lên thẳng League A của họ bị ảnh hưởng đáng kể. Cộng hòa xét vắng mặt Patrick Schick khi tiền đạo của Bayer Leverkusen chọn ở lại Đức và điều trị một chấn thương nhẹ, cũng có tin đồn cho rằng anh có mâu thuẫn với huấn luyện viên Ivan Hasek. Khi Schick vắng mặt, Thomas Chory sẽ tiếp tục dẫn dắt hàng công với sự hỗ trợ từ cầu thủ chạy cánh vác lắp của Rangers, trong khi Lucas Provot, Adam Hlozak và Andre Ling đang cạnh tranh để góp mặt ngay từ đầu trên hàng công. Đội chủ nhà đang thiếu bộ ba phòng ngự Ladislav Kresi, Maren Vitic và David Zima do chấn thương vì vậy, bộ tứ vệ ở trận hòa Albania sẽ xuất phát trước thủ môn Matejkova. Trong khi đó, hậu vệ Georgia, Saba Goklicic là sự vắng mặt đáng chú ý nhất của đội khách và ba hậu vệ của họ có thể không thay đổi so với trận đấu gần nhất với Ukraine. Jock Mikautaze và sân tử băng ghế dự bị trong trận gặp Ukraine, nhưng anh hy vọng rằng việc ghi bàn thắng thứ 15 cho đội tuyển quốc gia sẽ giúp anh có được vị trí đá chính. Kvicha Kvraskhelia đã không ghi bàn cho đất nước của mình kể từ khi thực hiện thành công quả phạt đền trong trận gặp Cộng hòa Séc vào đầu tháng 9. Đội tuyển Georgia đã giành chiến thắng 4-1 ở trận lượt đi, nhưng kể từ đó phong độ của hai đội hoàn toàn trái ngược. Cộng hòa Séc bất bại trong 4 trận để vươn lên ngôi đầu trong khi Georgia không thắng trong 3 trận gần nhất. Với phong độ cao hiện tại cộng thêm lợi thế sân nhà, đội tuyển Cộng hòa sẽ hoàn toàn có thể giành 3 điểm, qua đó củng cố vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Đội tuyển Georgia muốn có ngôi đầu sẽ phải giành chiến thắng, họ sẽ phải chơi tấn công, trong khi với lợi thế là đội chủ nhà, Cộng hòa Séc sẽ không thể chơi phòng ngự. Một thế trận sôi nổi có thể sẽ dẫn đến một kịch bản có nhiều bàn thắng.